anh ơi, Nhung nè, lâu lắm rồi mới có dịp được gặp lại mọi người á. À, đọc tiêu đề ở phía bên dưới thì chắc là mọi người cũng đoán được là hôm nay Nhung đang có mặt ở đâu rồi đúng không? À, chào mừng mọi người đã đến với nơi mình sống ở Terra Royal. Hiện tại thì Nhung đang có mặt tại hồ bơi trên sân thượng của Terra Royal. Thật sự là khi mà đứng ở trên này rồi thì mới hiểu là tại vì sao mà mọi người lại yêu cầu tụi mình đến đây nhiều đến như vậy. Đúng là không có hổ danh là kiệt tác trên không giữa lòng Sài Gòn luôn á mọi người. Thật sự rất là đẹp, rất là đẹp luôn á mọi người. Hồ bơi siêu to khổng lồ. Hồ bơi này được gọi là hồ bơi trên không bởi vì nó được xây dựng trên tầng mái của căn hộ Terra Royal. Đặc biệt là hồ bơi này có diện tích lên tới 1.200m² và có độ cao 110m so với mặt tiền đường. Mặt nước của hồ bơi này được thiết kế giống như một bể tràn chạy dài tiếp giáp đến đường chân trời vậy á. Nên nếu như mà mình nhìn bình thường thì thật sự là cảm giác là như là không có cái thành hồ bơi luôn. Nhờ vậy mà mình có thể ngắm nhìn view toàn thành phố 180 độ mà không hề bị che chắn bởi một tòa nhà hay là một cái cành cây nào hết á. Đang bơi mà cảm giác kiểu như là đang bay vậy đó. Đã vậy còn có một cái quầy bar xịn sò ngay hồ bơi nữa. Thay vì bình thường mình ngồi ghế uống rượu ngay cái quán bar thì bây giờ mình bơi tới như nàng tiên cá luôn. Tuy nhiên thì để trải nghiệm được cái hồ bơi trên không này thì mọi người phải liên hệ với lễ tân tòa nhà để mua vé. Ngay cả cư dân sinh sống trong căn hộ này hoặc là khách thuê dài hạn cũng vậy. Mức giá sẽ tầm khoảng 300-350 ngàn một người. Và mọi người cũng có thể mua vé tháng để tiết kiệm hơn. Ngoài hồ bơi ra thì ở trên tầng thượng này còn có cả sky bar. Và buổi tối mình có thể lên đây để chill, uống một ly cocktails và ngắm toàn cảnh thành phố về đêm nữa. Sau khi mà tham quan hồ bơi xong thì mọi người thấy như sao? Rất là xịn sò đúng không? Thì ở đây không những mà là đẹp mà nó còn nằm ngay vị trí trung tâm thành phố luôn. Terra Royal nó được đánh giá là một trong những cái dự án có vị trí đắc địa bậc nhất của trung tâm quận 3 này. Nó nằm trên trục đường Lý Chính Thắng mà nằm ngay Lý Chính Thắng và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đoạn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa là cái đoạn đường mà kết nối giữa trung tâm quận nhất ra đến được sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Cho nên là rất là thuận tiện trong cái việc di chuyển nè. Từ đây mà mình đi ra nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập hay là nhà thờ Tân Định cũng rất là gần, chỉ mất khoảng 5 phút thôi. Nói chung là rất là tiện luôn, đi đâu cũng gần hết á. Nhìn bên ngoài thì mọi người cũng có thể thấy là thiết kế của căn hộ Terra Royal này mang nét châu Âu cổ điển pha lẫn phong cách Á Đông đương đại đúng không? Kiến trúc này khá là ấn tượng so với các tòa nhà khác ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì Terra Royal là cái khu phức hợp bao gồm khách sạn 5 sao, căn hộ cao cấp, nhà hàng tiệc cưới, hội nghị, trung tâm thương mại với các nhà hàng Âu, nhà hàng Á, có phòng gym, spa, hồ bơi, resort nè, rạp chiếu phim. Đây là cái điểm vượt trội hơn so với các căn hộ trong cùng khu vực. Cụ thể như là ở tầng 1 và tầng 2 thì nó là sảnh đón khách và trung tâm mua sắm với thiết kế khá là sang trọng. Còn tầng 3 thì là rạp chiếu phim, CGV và các khu vui chơi, khu rèn luyện cho bé nè. Tầng 4 là phòng tập gym và yoga, các spa chăm sóc da, casino nữa. Tầng 5 thì là các trung tâm tổ chức sự kiện và tiệc cưới. Còn từ tầng 6 đến tầng 23 thì nó sẽ bao gồm các khu căn hộ cao cấp. Riêng tầng 24 nó là penthouse nè. Còn tầng 25 là các nhà hàng buffet, nhà hàng châu Á và châu Âu. Tầng mái thì Terra Royal có hồ bơi và sky bar. Nhìn ở phía bên ngoài thì nó khá là đẹp rồi đúng không? Bây giờ thì Nhung sẽ dắt mọi người đi lên xem thử là căn hộ 2 phòng ngủ ở Terra Royal để xem thử bên trong nó như thế nào nha. À mà để tránh cái đi nhầm lẫn với lại mình sẽ đi nhầm cái cổng của khách sạn La Villa Sài Gòn á, thì mọi người hãy nên nhớ là cái cổng của khách sạn á thì nó sẽ nằm ngay mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Còn nếu như mà là cư dân thì mình sẽ đi bằng cổng của mặt tiền đường Lý Chính Thắng.
Bây giờ thì mình đi cùng đi lên nhà nha. Đi thôi. Vinhome Grand Park á, nó có vài nét giống với lại Vinhome Central Park thì Nhung nghĩ là ở đây nó giống với lại Le Mans Luxury á, một màu trắng tinh tươm từ phòng khách, phòng bếp cho đến phòng ngủ, tất cả đều là màu trắng. Nếu mà có Miu á thì chắc là Miu sẽ thích lắm á. Mà bật mí với mọi người, căn hộ này là căn hộ hoàn toàn mới luôn, cho nên là mọi người đừng có thắc mắc là tại sao nó lại trống nó như vậy ha. Bây giờ để cho mọi người biết thêm về cái chi tiết của căn nhà này thì mình sẽ đi qua từng cái khu vực nha. Thì ngay từ cửa bước vào á, thì bên phía tay trái á, chúng ta sẽ có khu vực bếp và bàn ăn. Mọi người xem rất là nhiều tập của nơi mình sống rồi á, thì chắc là ai cũng sẽ để ý là khu vực bếp nào cũng có tủ kệ trên và tủ kệ dưới hết á. Bên này là khu vực bồn rửa nè, còn bên này là khu vực bếp. Nhung thấy là hiện nay là người ta những cái căn hộ cao cấp không có sử dụng bếp ga nữa mà chỉ toàn là sử dụng bếp điện không thôi. Thứ nhất là nó đảm bảo được cái tính an toàn nè. Thứ hai là nó còn đạt được cái độ thẩm mỹ rất là cao. Bên này là có tủ lạnh và bàn ăn. Nó nằm ngay bên cạnh bếp luôn cho nên là rất là tiện lợi. Nhưng mọi người cũng thấy là cái căn hộ này diện tích của nó khá là bé, cho nên là bất kể những cái nơi nào mà họ có thể tận dụng được đều được họ làm kệ tủ. Như mọi người cũng thấy đây là cái ghế ăn nè, nhưng mà phía bên dưới của nó là tủ đó, những cái hộc tủ có thể tận dụng để đồ. Phía bên này thì chúng ta sẽ có lô da này để máy giặt và để phơi đồ ở đây. Bên này là khu vực phòng khách nè, nhìn chung nó cũng khá là đơn giản. Phía bên này thì mình có sofa, bên này thì có tivi. Những cái căn hộ bình thường á, khu vực phòng khách của nó sẽ hướng về phía ban công, nhưng mà ở đây thì mình sẽ không có ban công, mà thay vào đó mình sẽ có một cái cửa sổ. Thì view từ cửa sổ này nhìn ra là view của trung tâm thành phố. Nhìn xa xa chúng ta sẽ nhìn thấy được nhà thờ Tân Định nè, rồi khu tổ hợp của Vinhome Central Park, có cả Landmark 81 nè, phía bên này còn có Bitexco nữa. Nói chung là xung quanh đây á, nó rất là thấp cho nên là mình không có bị che chắn bởi hay là bị khuất bởi bất cứ thứ gì luôn. Rất là thông thoáng. Bây giờ Nhung sẽ dắt mọi người đi tham quan một cái phòng mà không có thể nào mà trắng hơn được nữa. Đi thôi. Đây mọi người thấy không? Nguyên cái nhà màu trắng, tới ba cái cửa cũng màu trắng luôn. Nhưng mà để có một cái dấu hiệu để nhận biết đâu là cái cửa phòng, đâu là cái cửa toilet. Đó là cửa toilet thì nó sẽ trắng trơn, còn cửa phòng thì nó sẽ có gạch ngang. Phía bên này là toilet nè. Toilet ở đây khá là nhỏ. Tất cả mọi thứ đều tận dụng để tiết kiệm diện tích. Lần đầu tiên mà Nhung nhìn thấy cái lavabo mà nó nhỏ tới vậy luôn đó mọi người. Khá là nhỏ. Nhưng mà bù lại thì nó cũng có đầy đủ tất cả các tiện nghi. Ví dụ như nó có phòng tắm đứng nè, rồi có tủ kệ. Bên này thì Nhung sẽ cho mọi người xem cái căn phòng trắng tinh tươm mà Nhung nói lúc nãy nha. Đây mọi người thấy Nhung nói có đúng không? Trắng tinh tươm từ đầu đến cuối luôn. Đố mọi người biết đây là phòng gì? Chắc là mọi người sẽ nghĩ nó là cái phòng đựng đồ thôi đúng không? Tại vì đâu có giường ngủ gì đâu. Đúng là có chỗ để đựng đồ nha. Đây có tủ nè. Đó, có tủ. Nhưng mà nó còn có một cái nữa, đó là có giường ngủ. Đây. Nhung sẽ trình diễn cho mọi người coi. Nhưng mà thôi chứ không được. Cảm ơn anh. Muốn trình diễn mà sao khó quá. Đó, như mọi người cũng thấy đó, rất là thông minh, tại vì nó rất là tiết kiệm diện tích. Bên phía bên này á, mình còn có một cái ban công nữa. Ủa?
Ủa gì vậy? Oh, xin lỗi mọi người nha. Đây, mình phải gập xuống thì mình mới mở cái cửa ra được. Phía bên này thì mình có cái ban công nhỏ, nhưng mà tại vì buổi trưa cho nên là nó sẽ hơi nóng. Thôi bây giờ mình đóng cửa lại đi, mình sẽ đi qua cái phòng bên kia. Nó không trắng thua gì bên này luôn. Đây, đi thôi. Này, phòng này thì nó trắng không có thua gì phòng bên kia luôn. Nhưng mà được cái là diện tích của nó là rộng hơn cái bên kia á. Như mọi người cũng thấy là đây là khu vực giường ngủ nè. Nhưng mà nó tận dụng diện tích đến mức tối đa luôn. Đó là ở dưới nó còn có thêm những cái học tủ nữa. Ở phía bên trên này nó còn có cái tủ, cái ngăn này á, là mình có thể đựng được rất là nhiều đồ luôn á. Rất là rộng. Mình nằm vô là cũng vừa nữa mọi người. Đó. Đóng lại. Đóng lại thì mình, cái khu vực này mình có thể dùng để bàn học, bàn làm việc hay là ngồi vẽ tranh, đọc sách gì đó cũng được. Ở phía bên này á, chúng ta sẽ có một cái cửa sổ nhỏ. Cái hướng cửa bên này nó sẽ khác với lại cái hướng cửa ngoài phòng khách. Nhìn từ đây á, mình sẽ nhìn thấy được kênh Nhiêu Lộc nè. Nhìn qua phía bên này thì mình sẽ thấy được những cái căn hộ khác trong cùng cái tòa nhà của mình luôn. Nhìn chung thì Nhung thấy á, cái với cái thiết kế này á, nó sẽ giúp cho mình tiết kiệm được rất là nhiều diện tích nè. Và nó còn giúp cho mình giữ được cái không gian lúc nào cũng gọn gàng và không có bị bừa bộn. Nhung thấy ở đây á, có rất là nhiều cái tiện ích đẳng cấp mà cư dân có thể dùng chung được với lại khách của khách sạn luôn. Đó là hồ bơi nè, phòng gym hay là các nhà hàng, quán ăn. Nói chung là được sử dụng hết tất cả mọi thứ. Và đặc biệt á, là nó còn nằm ngay trung tâm thành phố nữa. Nhưng mà đối với Nhung thì Nhung thấy nó có thể là một cái nhược điểm á, tại vì nó nằm trong trung tâm thành phố thì mình sẽ khó có thể tìm được một cái khoảng không gian xanh để có thể đi dạo hay là cho trẻ em vui chơi gì đó. Nhưng mà bù lại á, thì nó sẽ có một cái rạp chiếu phim CGV ngay bên dưới tầng 3 luôn. Rất là tiện lợi cho các bạn trẻ. Không cần đi đâu xa hết á, chỉ cần bấm thang máy xuống lầu 3 là mình có thể xem được phim rồi. Nhung nghe nói là gần đây cũng có rất là nhiều cái bộ phim hay vừa mới ra á, nhưng mà Nhung cũng chưa có dịp để đi coi nữa. Không biết là có ai đã từng đi qua Terra Royal để xem phim hay là tham quan hồ bơi chưa? Nếu như mà có thì mọi người hãy để lại bình luận ở phía bên dưới cho tụi mình biết với nha. Với lại nếu như mà có bạn nào mà có biết cái khu căn hộ hay là những cái chỗ nào mà xịn sò á, thì cũng để lại bình luận ở phía bên dưới luôn. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo của nơi mình sống. Nhớ bấm like, share và subscribe cho tụi mình nha. Bye bye.